Ở đây thì máy cũng sẽ có sẵn những cài đặt rồi, đó là label. Tuy nhiên là chúng ta có thể lựa chọn, thì đây là khổ giấy mà chúng ta cần in, có thể chọn A4 để cho đảm bảo là được đầy đủ ký tự nhất. Còn về phần nguồn giấy là paper sword, các bạn bắt buộc phải chọn chay 1, bởi vì khi mà in giấy bìa thì định lượng giấy dày nên máy sẽ yêu cầu phải chọn lên chay 1. Ở phần paper type, ở đây các bạn chọn về label hoặc tên các loại giấy tương thích với giấy mà bạn cần in, có thể là định lượng giấy bìa mỏng hơn tầm 96 đến 110 gsm hoặc là heavy, extra heavy, tùy các bạn, thì các bạn lựa chọn. Sau đó ở này thì các bạn chọn không hai mặt, vì giấy dày thì sẽ không kéo được hai mặt, các bạn chọn ok. Sau đó ra lệnh in thì máy sẽ tự động in.